Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh youtube của Đồng Hồ Quang Lâm Và ngày hôm nay bên em sẽ mang đến với các bác một mẫu đồng hồ của thương hiệu Seiko Đây là những chiếc Seiko được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam với cửa hàng Đồng Hồ Quang Lâm các bác nhé Ở đây chúng ta sẽ có một chiếc Seiko 5 Một chiếc Seiko 5 quân đội phiên bản size 40mm Dòng phiên bản 40mm này được Seiko cho ra mắt vào giữa năm 2021 và ở đây nó là một cái phiên bản ở giữa nó nhỏ hơn size 42 và to hơn size 37 của C5 quân đội Seagull 5 quân đội thì đây nó sẽ dành cho những cái bác mà có mức tay ở cái mức mà nếu đeo 42 thì to mà đeo 37 thì lại nhỏ quá thì các bác có thể quan tâm trước này và điểm đặc biệt ở cái phiên bản uh, Seco cho ra mắt vào năm giữa năm 2021 này là bộ máy đã được nâng cấp lên thành máy 4R. Rất là bền bỉ và nó đã hỗ trợ cót tay và dừng kim dây. Thuận tiện cho các bác sử dụng hơn rất là nhiều so với những cái bộ máy 7S36 và 7S26 trên cái size 37 và size 42 mm. Đó. Sơ qua về tình trạng thì đây nó là một uh, chiếc hàng mới các bác nhé. Một chiếc hàng mới tinh được phân phối chính hãng tại Việt Nam và đồng hồ Quang Lâm là đại lý phân phối chính hãng đồng hồ Seiko tại Việt Nam. Đó. Chúng ta sẽ có bạn này ở đây. Các bác có thể check cái mã của nó là SRPE 63K1 Seiko File SRPE 63K1 với giá bán lẻ niêm yết tại thị trường Việt Nam là 6 triệu 730 000 cho một chiếc này. Ở đây em có với các bác một chiếc hàng mới với phiên bản dây dù màu xanh navy. Xe mặt đường kính chúng ta đo được ở đây là khoảng size 39,5mm các bác nhé. Khoảng size 39,5, 39, 5, 39 gì đó. Và độ dày ở đây chúng ta sẽ có của bạn này là 11,8. Kèm với lắc tu lắc của chiếc này là 44,1 và với xe này nó sẽ phù hợp với các bác mà có cổ tay tầm 15.5 trở lên đến 17 các bác đeo chiếc này sẽ rất đẹp phù hợp cho các bác có cổ tay vừa mặt đai của chiếc này được Seiko trang bị một màu xanh navy màu xanh tím than đó và 12 bộ cọc số được làm đính nổi ở trên mặt đai ô với 6912 là cọc vạch còn câu cọc còn lại là cọc dạng hình tròn và ô lịch ngày lịch thứ ở góc 3 giờ đã thay thế cho ô cọc. Bộ kim của chúng ta thì sẽ có kim giờ hình lễ kiếm và kim phút hình mũi tên. Đó, cuối kim dây nó sẽ có một cái chấm lum nhỏ. Và dạ quang trên dòng này thì nó rất sáng các bác nhé. Em sẽ check dạ quang luôn để cho các bác. Nói chung là những cái dòng thể thao thì sẽ có họ trang bị dạ quang rất tốt. Đó, đây là sẽ là dạ quang vào ban đêm để các bác có thể sử dụng thoải mái. Logo được đính nổi ở góc 12 giờ, dòng chữ Seco với biểu tượng số 5 đặt nghiêng. Và chúng ta sẽ có lịch ngày lịch thứ ở 3 giờ, dòng chữ Automatic và dưới là tên bộ máy 4R36 là bộ máy được sử dụng trên chiếc đồng hồ này. Kính thì vẫn là kính khoáng cứng chống xước của Seco các bác nhé, kính Hardlex Crystal. Và phía bên hông các bạn sẽ có một núm chỉnh giờ được đặt lấy góc 4 giờ, có khía cạnh và không có logo. Đó. Mặt sau thì chúng ta sẽ có ở đây, em sẽ mở cái mặt sau ra cho các bác quan sát kỹ hơn. Đây là cái mặt sau và chúng ta sẽ có Seiko này, tem nhập khẩu chính hãng vào thị trường Việt Nam. Hoàn toàn là bằng theo không gì và Đây là sử dụng caliber 4R36, đó tất cả các thông tin đi kèm còn nguyên siêu đáy các bác nhé với caliber 4 r 36 ở đây thì các bác sẽ có được 24 chân kính 21.600 tầng tổng dao động và giờ tích có tối đa của chiếc này lên đến 41 tiếng và hỗ trợ đầy đủ tất cả các chức năng dừng kim dây khi rút đúng chỉnh giờ và hỗ trợ có tay Đó, có dừng kim dây và có hỗ trợ có tay các bác nhé giờ thích con tối đa là 41 tiếng và độ sai số cơ bản là cộng 3 cộng 45 giây đến trừ 35 giây mỗi ngày đi kèm các bác sẽ có một bộ khung vỏ là bằng thép không dỉ và dây của nó là dây dù Đó. khóa là khóa xiên có logo của Seiko là bằng thép không dỉ em sẽ lên tay thử chiếc đồng hồ này Bạn này là size 39,5 lên tay 17 các bạn nhé Rất đẹp Các bạn nào mà đang tìm một chiếc uh, C05 quân đội Phiên bản màu xanh navy Thì các bạn có thể quan tâm chiếc này Bạn này nó có mấy màu ba màu Đen, xanh navy và xanh lục Đó, Ngoài ra nó còn có một cái số các cái phiên bản Bằng dây uh, kim loại nữa Thì em sẽ giới thiệu ở những clip sau Hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các bác chiếc uh, xanh navy này Xe 39,5 lên tay 17 Phù hợp với các bác nào mà đang... Uh, có cổ tay 15.5 đến 17 các bác đeo rất đẹp trên này nhé khá là thể thao và hiện tại thì đồng hồ con Lâm đang phân phối chiếc này với một mức giá tốt hơn giá hãng khoảng đâu đấy khoảng 25 đến 25 20 đến 25% mã của chiếc này là 4190 và giá tại thời điểm hiện tại tháng 12 năm 2022 bên em đang có là 5 560.000 và giá này nó có sẽ có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm các bác nhé hiện tại đang là giá của giữa tháng 12 năm 2022 và đi kèm với chiếc đồng hồ này các bác sẽ được bảo hành quốc tế một năm và sẽ quyền sổ bảo hành đây là quyền sổ bảo hành toàn cầu và có cái thẻ bảo hành nó có sẽ có tem chính hãng của cấp phép bởi bộ công an ngoài ra thì đồng hồ quan lâm sẽ tiếp tục bảo hành cho các bác một năm nữa sau thời gian bảo hành quốc tế thì các bác hoàn toàn yên tâm sử dụng những chiếc đồng hồ này và đồng hồ quan lâm xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay và xin được hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.